Xin chào mọi người, giới thiệu cho mọi người một bạn cái đây. Tài kè đép luôn. Đây. Này. Tài bạn này nếu mà lên màu đỏ cháy rồi mọi người. Nếu mà cứng hơn một chút nữa thì đảm bảo là hai tay trụ vào nhau luôn mọi người nhá. Này. Đấy, hai tay kè trụ vào nhau. Xem này. Mảng màu nhá, đỏ cháy luôn. À. Đã sâu hàng rồi. Đấy, bạn này gọi căng nhá mọi người. Một bạn cái nhưng mà rất ham đồ nha mọi người. Không ra đây chết rồi, chết thần chi. Đây. Cho bạn ấy ra để cho mọi người thấy được một sự rất là ham đồ luôn. Nuôi những cái bạn như thế này về mọi người rất là vui nhá. Đấy, chơi với nó như này đã thấy thích rồi ý. Thần kinh vẫn siêu căng nhá mọi người. Dáng vóc đây mọi người. Bạn này thì dáng thì đẹp, siêu mẫu. Chân tay dài nhá mọi người này. Cân đối luôn nhá. Bạn này thì chân sống lưng da màu đỏ cháy, đỏ đậm luôn này. Rất là đẹp này. Đấy, còn một chút lông đang thay mọi người nhá. Cắn này rất là hăng luôn. Dài không? Cái hơi khô này. Cực kỳ là ham đồ này mọi người. Cắn không nhả và có thể nhấc bổng nhá. Đây này, cắn giật không nhả thế nào luôn mọi người này. Đây mọi người ơi, xem có ngực này. Cực kỳ rộng luôn. Bạn này ngực có hai xoáy nha mọi người. Cực kỳ là ham luôn. Lại tiếp tục cắn nhá. Bạn này thì giá cực kỳ ưu đãi cho mọi người nhá. Chỉ 3 triệu rưỡi thôi mọi người ạ. 3 triệu rưỡi thì mọi người bao ship nhá. Cực bên kỳ em đang bán giá thanh lý cho mọi người rồi. Con chó thì không một lỗi nhỏ luôn. Mọi người hãy nhanh tay đón em ấy về nhà mới nhá. Đây là số hotline của bên em ạ. Xin chào mọi người. Cắn là vẫn còn đang cắn đây. Đấy.